Xong rồi đấy. Đâu, đẹp chưa? Cắt kiểu gì này? Thì như mày bảo ấy thôi. Ôi giời ơi, bảo từ đầu đến cuối cắt đầu moi, bây giờ cắt thế này thì làm nào? Đầu moi là cái đầu gì? Bố cha biết cái gì, 4.0 với công nghệ, bố phải lên TikTok kết bạn với con. Này, tao nói cho mày nghe nhá, tao ngần này tuổi đầu rồi, TikTok cái gì tao biết thế nào được hả? Ôi giời ơi, bây giờ hứa hẹn với khán giả livestream tối nay có đầu cắt moi, thế bây giờ muốn cắt thế này làm nào, thi thố gì nữa. Này, mày muốn like cái đầu gì thì mày like nhá. Tao nói cho mày nghe, cái đầu kiểu gì? Ăn đầu cắt này á, nếu tao phải học trong bao nhiêu tháng mới cắt được như thế này không? Ôi bây giờ mày lại còn muốn tao đầu cắt moi, phải cho tao thời gian để tao học chứ. Hả? Cắt ngay thế nào được? Hay nhỉ. Thế bây giờ bố cắt như thế này không đồng ý con thì tí không trả tiền đâu nhá. Cái thằng này. Thế sao cái lúc tao cắt mày ngủ làm gì? Hả? Thế sao cái lúc con ngủ bố không gọi con dậy? Hay lại làm mấy vết sẹo ở đầu nó không dám gọi? Vớ vả vớ vẩn, sẹo nào mà sẹo. Tao tưởng là mày tin tưởng tao thì mày cứ ngủ, tao cứ cắt thôi. Giờ mày lằng nhằng thế là thế nào? Ôi, cha khác đây chỉ con vợ còn ở nhà, làm không đến nơi đến chốn, tiền. Này, thế cái con vợ mày liên quan gì đến tao mà mày mang nó ra so sánh? Ôi trời, này, con nói bố biết nhá. Con vợ còn vừa xấu vừa bẩn, nó còn tham ăn. Mép có ngay quả lốt ruồi đúng đây này, cái gì bố luôn. Này, mày ngu lắm, các cụ đã nói rồi, hay ăn thì mới lăn vào bếp, nó không vào bếp mày lấy cái gì để mày ăn hả? Chả biết cái gì hợp lý. Thôi bố, đây cho con hỏi thế nào, bố có bí quyết gì bố hay lăn vào bếp mà dâu vẫn tốt ấy? Để dâu thì người ta mới biết là không phải trẻ trâu, được chưa? Ai giời. Mày nhìn thấy tao mày khác nhau không? Bố cắt lỗi bây giờ bố còn ngồi bố cà khịa con à. Đã thế hôm nay nhá, nhất quyết con không trả tiền. Thế ý mày là như thế nào? Con không trả, để cho bố chừa đấy, lần sau cắt cho tử tế. Mẹ cái thằng, mày nhớ mặt tao ấy. Dài dê đầu moi hả? Nghế nhá. Ai mà đầu moi sợ lâu rồi. Thì ngồi vào. Bố xem nào, cạo con quả lông mồm ấy, phải nghe vợ con kêu giận quá. Thế à? Đúng rồi đấy bác ạ, bác xử lý cho anh ấy hộ con cái. Đúng là giới trẻ chẳng có tí kiến thức gì về dâu học cả. Dâu càng dài thì càng mềm. Mày để ngắn thế kia nó chả dặm. Dài tao này, không bao giờ bị dặm đâu. Đúng cháu? Vâng, đúng rồi. Mà chuyện của vợ chồng cháu, bác cứ tò mò. Cái con này buồn cười. Tao mò mày cái nào mà tao tò mò? Bố làm nhanh lên. Đợi thế. Mà tao nhìn thấy hai đứa lạ lạ, hình như không phải người ở đây đúng không? Vợ chồng con người dưới Hà Nội, lên đây có tí việc. Mà tao nhìn hai đứa cũng là người có tiền, sao không vào cái quán nào sang chảnh điều hòa ngồi cho nó mát? Ra đây làm gì? Thú thật với bố, bọn con chặt chém mãi ấy. Bây giờ phải cảnh giác, chứ bây giờ vào những cái chỗ sang chảnh ấy, tiệt. Thế mày đã hỏi giá ở đây chưa? Ê bố, cậu dâu bao nhiêu? 10.000. Ui, rẻ mà. Chứ vào mấy quán kia cho 5 xị vào mõm.
Ta đã nói hết đâu, 10.000 là một bên nhá. Ừ thì hai bên cũng chỉ có 20. Cạo 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 cạo. Mày tính kiểu gì ra 20 ấy? Cả cầm là 30 nhá. Ôi mày cứ lòng va lòng vòng mà thi 30 luôn đi. Đằng nào cũng thừa 20 ăn sáng. Vậy à? Hợp lý. Làm luôn đi bác. Riêng mẻ nha, dâu quay nón 50. Ây dê, ta thà vào kia 50 có cả điều hòa luôn. Vào cái gì mà vào. Ui dồi, con nói cho ông nghe này. Vào mấy quán đấy, mấy con nhân viên thì ta thì tẩn, nó lại vật ra, nó đè bên nọ, nó cạo bên kia, có mà thở được. Ông làm luôn cho con đi, 50, con đầu tư được. Thế cái quán đấy nó ở đâu? Ui dồi, dưới Hà Nội bọn con đẩy, mà bây giờ ở đâu chả có. Dâu tao dài này, chắc nó phải đẻ lâu lắm đấy nhở. Nhưng như ông á, nó phải cả lít nó mới làm. Lít tao cũng được. Thôi thôi bố ơi, bố đừng có dây vào mà ham, lại bỏ nghề đến nơi. Ui giời, như thế thì càng có động lực để kiếm tiền, hiểu chưa? Ê, nhẹ gì à thôi. Bác có thấy thằng chồng con đâu mà? Thằng chồng mày là thằng nào làm sao mà tao biết được? Thì sáng giờ nó bảo đi cắt tóc. Cái thằng mà xăm nhiều ấy à? Đấy, thằng này xăm ấy, có phải không? Không phải ạ. Thế nó cắt đầu thường hay đầu môi? Sáng ngày con thấy nó bảo là đi cắt đầu môi ông ơi. À, thế đúng cái thằng đấy rồi. Nó còn quỵt tiền của tao nữa. Mày bảo nó ra trả tiền ngay cho tao nhá. Ô, sao lại thế được à? Sáng nay con còn cho nó 50 mà. Tao không biết. Hay lại đem tiền để cho gái không biết nữa. Chồng với trẻ con. Ủa thần. Ông ơi, thế sáng cái anh đấy anh có cạo râu không? Không. Thôi đúng rồi, lại vào cái quán con bảo rồi. Ô, quán gì chị? Cái quán mà nó đè bên nó cạo bên kia đấy. Lại có cả cái quán đấy á? Thế em không biết à? Ôi trời, trời chồng với trẻ con. Ôi cũng bảo được. Giời, lặng nhặt đứt bả dây chẳng. À. Giời, giời. Lại thích nhìn gái đấy à? Ai nhìn đâu. Cắt môi mà bọ nó ngon nữa kìa. Về còn cắt. Bỏ ai ngon? Thì mình ngon. Cứ liệu hồn đấy. Vợ chồng chúng mày cục xúc quá. Ông cạo nước đi. Đấy. Ông thấy không? Lấy vợ cục xúc khổ lắm. Thôi mày im mẹ mồm đi. Em khổ lắm chị ơi. Thế làm sao? Thằng chồng em nó suốt ngày la cà chơi bời. Như chị thấy đấy, nhà em có gì đâu, có mỗi con quay tàu mà nó cũng đem đi để bắn cá. Khổ thân, đúng là vô phúc mới lấy phải loại như nó. Tự nhiên cái lão chồng em lại sinh ra thêm cái tật gái gú. Mà em cứ tưởng người ta nhà giàu có xe le sụt để đi thì mới làm được sugar đẹp đi chứ. Chứ chồng em làm gì có tiền mà nuôi gái, đúng không chị? Thế chồng em nó có đẹp trai không? Dạ, cũng được cái mã chị ạ. Thế thì đúng rồi. Bây giờ mấy cái bà sồn sồn chỉ cần cao to đẹp trai mới bài bao hết. Em không biết à? Là còn thế nữa chị? Đúng rồi. Ôi, thế chết em rồi. Ê, thế tạo như thế này thì có bà nào sồn sồn thích không? Thế ông có thích không? Con giới thiệu cho. Ờ được, nhớ giới thiệu cho tao nữa nhá. Thôi ông ơi, cái bụng thì to, lò xo thì rụt, cho không ra giả thềm. Mày thì biết cái gì. Đây, khỏe chán nhé. Này, nó ra. Sáng rồi con nhìn thấy cái ví tôi rơi đâu không? Ôi giời ơi, quyệt được của người ta mấy đồng rơi cả ví. Thế có định giả tiền không? Không. À, nhìn cái mặt ông gian lắm. Nam. Ờ, con vợ. Anh đi đâu từ sáng đến giờ mà em đi tìm anh không thấy đâu thế? Anh sang thằng Toàn làm cung nước. Có ai vợ ngồi đây làm gì mà.
Có bạn sinh này không rủ về nhà em cúc nước cho mát. Thôi đi, em biết anh đi đâu rồi nhá. Chắc lại đi với gái gú gì. Gái gú thì ta lại chẳng vả cho cái. À không, rồi. Chị ơi, vừa chị bảo mấy bà gì nhỉ? Mấy cái bà xôn xôn. À, ừ đúng rồi đấy, mấy bà xôn xôn. Liên thiên. Anh, sồn. Anh. Có phải cái thằng mình đang đi tìm đúng không? Ây ơi. Ai ạ? Anh tìm mày mãi. Thế hóa ra hôm nay mày ở đây à? Thế cái khoản nợ của anh mày tính thế nào nhỉ? anh chị cho em thư cái gì nữa? Hôm nay anh chị đã lên đây rồi, chú thu xếp tiền gửi anh chị đi. Mà nhìn chú ăn mặc như thế này mà kêu là không có à? Em không có thật à? Mà vàng bạc mới nhiều nhỉ? Dây vàng mới cũng to nhỉ? Áo thì còn luôn vui tươi như này mà mày bảo không mày không có tiền á? Em không có thật. Giả tiền cho bố mày nhá, không hôm nay bố mày giết. Anh ơi, em xin ạ. Anh ơi, chồng em có nợ anh chị bao nhiêu tiền? Chồng sao không nói cho vợ biết à? 20 triệu, chưa tính lại. Anh, đại ca. Cho vợ chồng em bàn với nhau một chút ạ. Rồi ạ, 20 triệu, 2 triệu còn không có. Anh có còn coi em là vợ nữa không? Anh đi vay đi mượn, anh có chẳng bảo vợ một câu nào cả. Bây giờ vay tận 20 triệu, lấy đâu ra mà giả? Ôi, anh xin lỗi. Bây giờ tôi vợ đưa anh 2 triệu, anh đóng lại cho người ta. Anh bị điên à? Cả nhà bây giờ còn có 1 triệu, mai con khai giảng còn phải đóng học cho con nữa chứ. Ui giời ơi. Bây giờ em muốn thằng bố nó chết hay là thằng con nó mất dạy? Em không được. Đấy, còn cái dây chuyền của anh này, anh bán đi. Hàng giả, bán chó nó mua. Bàn hơi lâu rồi đấy. Mà đừng có nói là trả lãi là xong nhá. Cả gốc lẫn lãi. Hôm nay mà không trả, bố mày chặt chân. Mình hả? Nhá. Đấy. Bác ơi. Ừ. Cái tao à? Dạ ơi. Cháu có việc muốn nhờ bác ạ. Nhờ gì nói? Dạ. Chồng cháu nợ tiền nhà người ta. Ừ. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa trả được. Ừ. Cháu xin bác. Bác ra nói giúp cháu một câu được không ạ? Xin lỗi. Bác không giúp được. Thế nhá. Ừ kìa bác. Làm gì em ơi? Nhà rồi. Nhà còn cái nhẫn của mối môn của mẹ. Mà này. Làm thế sao được? Nhẫn đấy mẹ để lại cho em mà. Không được đâu. Không được. Tao nói cho mày biết nha. Thuyền theo lái, gái theo chồng. Bây giờ bố mày chết mày không cứu à? Mày có lấy bố không? Thằng nào ấy? Tao nói cho mày nghe, mày là đàn ông sao mày hèn thế? Mày đánh phụ nữ như thế mà được à? Cái loại chơi bởi trác táng về đánh vợ con là tao ghét nhất trên đời nhá. Đây, người ta đi đòi nợ với giọng điệu như thế chứ. Mình như đàn bà. Tôi nói không phải việc của nhà ông. Tôi vay nợ, tôi tự giả. Thấy chưa? À thế à? Thế như nào? Bố em chặt chân nữa. Anh ơi thôi cho em vợ chồng nhà em xin ạ. Em xin anh ạ. Thế tao xin ai? Vay tiền để ăn chơi. Bây giờ định không trả. Vợ hỏi ra xin giúp anh đấy. Em xin anh. Em sẽ cố gắng thu xếp trả cho anh chị sớm ạ. Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ. Cái nhà này phiền phức thế nhở? Định giả nghèo giả khổ ở đây đấy à? Mà nó đẹp, quỷ đẹp. Đi nói đi, ngắm gái đấy. À, thích nó gì? Đã thế, hôm nay tao không tha, trả tiền cho tao. Bác ơi, bác giúp vợ chồng cháu nói với người ta một câu được không ạ?
Bây giờ cháu không biết phải nhờ vả ai cả. Cháu xin bác ạ. Đừng giận đi cháu. Anh chị này, tôi cũng chỉ là một người cắt tóc thôi, nhưng hôm nay gặp hoàn cảnh này ở đây, tôi thấy thương con bé. Nếu anh chị thư thư được cho chúng nó một vài bữa, tôi sẽ đứng ra bảo đảm cho con bé. Ông lấy cái salon của ông ra đảm bảo à? Tôi không có tiền, nhưng tôi lấy tư cách của một người lính Cụ Hồ ra để đảm bảo với anh chị. Thằng này ấy, chỉ thích Cụ Hồ in trên giấy thôi. Thôi được rồi anh. Bác ạ, con tin bác, vì bố của con cũng là một người lính. Vậy ta thay mặt hai chúng nó cảm ơn các con. À, vợ chồng em cảm ơn anh chị ạ. Bác, cháu cảm ơn bác ạ. À, không có gì đâu. Về tu chí mà làm ăn, yêu thương vợ con vào, dạ, được chưa? Vâng. Bác ơi, cháu thấy áy náy quá. Rồi. Sáng ngày cháu quỵt tiền của bác, thì có gì bác cho cháu gửi lại nhá. Thôi, cái đấy thì thôi. Vì tao cũng nhỡ tay để lại mấy cái nẹo ở sau gáy mày. À, tôi chết đây. Đấy, cháu biết ngay. Xem. Ờ, đúng rồi đấy, con biết này. Ê, bác. Thế nhưng mà cháu vẫn thấy áy náy lắm bác ạ. Sao? Chẳng là sáng cháu có cầm nhầm cái tông đơ của bác. Ơ, cái thằng... Bác cho cháu gửi lại. Vô bà vô vẩn. Sao bỏ cái thói này nhá. Vâng. Anh này, chính ra ở Vĩnh Phúc em thấy nhiều người tốt nhỏ. Tự nhiên em lại thấy áy náy. Sao ạ? Thì cái chỗ tiền của nó ấy, nó có mấy lần trả em, nhưng mà em lại quên mất không ghi vào sổ. Thế tính lại cho nó đi. Năm này, cái số tiền của chú ấy, có gì hôm nào sang, chị tính lại cho nhá. Ngoan, chị lo hết cho. thế lại thích làm mấy bà sùng sồn à? Đâu? Thế chính xác, vợ chồng em nợ anh chị bao nhiêu ạ? Thì cũng còn có hơn triệu mà. Thế mà các anh các chị không bảo luôn đi, em giả luôn tiền như này. Sáng này Lan bàn cá vừa làm cuộc. À nhưng mà thôi. Thôi, chị bảo là hôm nào sang nhà gửi chị mà. Vâng. À, chị Lan nào? Đâu có đâu. Thì mấy con mụ sồn sồn ấy. Rối làm gì có. Anh đứng lại cho tôi. Em á, phải về với đội của anh. Anh đi về. Này, thế không có đứa nào giả tiền cắt tóc cạo râu cho tao à? Kìa. Hôm trước em đã chuyển cho anh 20 tỷ. Hôm nay em chuyển cho anh thêm 10 tỷ. Phần còn lại khi nào làm xong em sẽ chuyển nốt. Ok chú. Bố đây. Chúc mừng vì thành công của anh em mình. Ok. Chúc mừng anh. Có gì đâu chị, em còn phải học hỏi anh Long nhiều. Thôi được rồi, vụ này thì chú cứ để anh lo. Còn bây giờ thì anh em mình kết hôn đi đã. Dù qua, tí cất tiền ra xe cho anh. Vâng. Anh Quang, em nhờ tí. Có chuyện gì vậy? Cho em xin số điện thoại, có gì còn tiện liên lạc. Ok. Có gì cứ gọi cho anh nhé. À, anh Long này. Mai dịp nghỉ lễ, anh cho em xin phép về nhà thăm bà già. Ừ, cũng lâu rồi chú chưa về nhà. Thì mai chú cứ về đi. Vợ đưa cho chú Quang ít tiền. Anh chú Quang. Thôi thì gọi là anh chị có tấm lòng về mua quà cho mẹ. Dạ vâng, em cảm ơn. Bây giờ mình đi luôn chứ anh? Mình đi luôn thôi. Vậy.
Chào anh, chúng tôi là cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Chúng tôi tình nghi trên xe anh có chứa chất ma túy. Đề nghị anh cho chúng tôi kiểm tra. Mời các anh. Quý Sơn, kiểm tra. Anh đã bị bắt, mời anh theo chúng tôi về đồn. Chị Nhung, chị xem tình hình lương bổng của em thế nào chứ? Chậm mấy tháng này rồi. Chú thông cảm, anh Long vừa bị như thế, chị khó khăn quá. Chị nói thế mà nghe được à? Em đi làm chỉ trông vào đồng lương thôi. Em cũng cần phải có tiền để chi trả cuộc sống chứ. Chú thông cảm, tiền của chú chị sẽ thu xếp trả sau. Chú làm với nhà chị bao nhiêu năm rồi, chị có bao giờ để chú thiệt bao giờ đâu. Chị có biết là bao nhiêu người người ta mời em làm, em còn chưa làm như kìa. Cũng chính vì nể anh chị bao nhiêu năm nay em mới ở lại đến giờ này đấy. Chị mà cứ như thế em phải suy nghĩ lại đấy. Sao rồi chị Nhung? Anh Long như vậy, chuyện hợp đồng chị định tính như thế nào? Mấy chục tỷ của người ta, sao không thấy nói câu nào thế? Chị cũng đang định gọi cho chú đây. Bên công an đang làm căng quá. Chuyện của anh Long chị phải lo trước. Chị nói như thế mà nghe được à? Sao cái lúc cầm tiền của người ta thì nhanh thế? Hả? Tôi nói cho chị biết, nếu không lo được tiền cho thằng này thì đừng có trách. Anh Quang, sang bên em làm chứ? Ok, sáng mai anh qua bên em. Anh chán cách làm việc của cái công ty này lắm rồi. Ơ kìa chú Quang. Đi về đây. Chú gọi anh ạ. Đi chuyển cho em món hàng này. Còn về số tiền anh cứ giữ lấy mà tiêu. Vấn đề chú ạ. Ok, hiểu rồi. Chú Nam, lại đến đây à? Tôi đến để thông báo cho chị một tin. Nhà này bây giờ là của tôi. Chú đùa tôi à? Đùa? Tiền không trả được thì mất nhà. Thắc mắc cái gì? Tạm biệt. Anh Long này, hôm nay là ngày anh mãn hạn tù. Anh cứ về với gia đình đi. Chúc anh có cuộc sống vui vẻ. Chào anh. Cảm ơn cán bộ. Ok ông anh, ra tù khi nào mà không gọi thằng em đến đón? Không dám phiền chú. Cảm ơn chú. Thôi con này, ngày xưa tao đối xử với mày như nào? Mày đúng là cái loại ăn cháo đá bát. Thôi anh Long, anh nhìn lại mình đi, xem còn xứng đáng với tôi nữa không? Hay anh chỉ là một cái thằng tù? Bây giờ tôi có anh Nam rồi, anh về mà lo tu chính làm ăn. Đúng đấy anh Long ạ. Về mà làm ăn lương thiện đi, dăm ba cái trò buôn thuốc phiện không bền được đâu. Còn mày nữa, tao nhớ năm xưa tao đối xử với mày không đến nỗi nào, nhưng mày tao không ngờ đấy. Thời thế thay đổi rồi anh Long,
Quang bây giờ không còn là Quang của ngày xưa nữa đâu. Ê, ông anh, làm gì mà nóng? Định làm gì lái xe của tôi đấy? Hả? Thế còn số tiền mấy chục tỷ hợp đồng ông còn nợ tôi đấy, có định trả hay không? Long Đen này là một thằng luôn giữ chữ tín. Tiền của chú anh sẽ giả cả gốc lẫn lời. Còn cái cóc khô gì mà tự tin đấy hả ông anh? Cũng may là anh ông anh có con vợ nên em cũng đã trừ bớt nợ cho anh rồi. Phần còn lại cố gắng mà giả cho tốt. Mới tìm được đối tác Việt Kiều ngon lắm. Đang cần mối làm ăn đấy. Cứ gửi số điện thoại cho anh. Vâng. Để chờ anh chủ động liên lạc với người ta. Alo, ông anh à? Chiều nay giao dịch chứ? Ok. Anh sẽ thưởng cho em xứng đáng. Anh yên tâm, anh cứ tin tưởng em. Tối về mình vui vẻ tí nhá. Anh Quang, anh kiểm tra lại hàng lần nữa cho em đi. Tất cả đã ok. Chú gọi xem nó đến chưa. Tất cả đã đến. Thôi anh đi bộ thôi. Trốn tội ở đâu Nam ạ? Năm xưa anh ơi, cứu em. Mày hại tao như thế nào, bây giờ mày sẽ phải trả giá lại như thế. Mày im đi, tao không quan tâm. Anh ơi, cứu em. Nhung ạ, anh xin lỗi em vì thời gian qua đã hiểu nhầm em. Không có gì đâu anh ạ. Em nghi ngờ năm xưa có người hãm hại anh nên em đã quyết tìm ra sự thật để minh oan cho anh. Rất may là em đã tìm ra bằng chứng kẻ đã vứt ma túy vào xe anh. Anh Quang à, anh qua quán bia đi, em đang đợi ở đây rồi. Ok. Tí mày nhớ làm những gì tao dặn, biết chưa? Em biết rồi. Ngồi đi anh. Có cái gì mà gọi chứ. Thế này anh Quang ạ, em muốn anh về đầu quân làm cho em. Chứ làm với Đông Long em thấy anh vất vả quá. Đây là số tiền em ứng trước cho anh. Anh cứ suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của em. Ai anh? Anh chưa bao giờ vào xe đi đón người yêu. Ừ, để xem. Thank you.
À, thực ra em đề xuất vậy thôi. Còn anh cứ suy nghĩ về vấn đề đó. Số tiền này anh cứ cầm lấy để uống nước. Anh ơi, em về rồi, anh là sĩ. À, anh Long này, mai dịp nghỉ lễ, anh cho em xin phép về nhà thăm bà già. Alo, anh Long à? Anh ra đối diện Tây Hồ, em gặp anh có chút chuyện. Chào anh, chúng tôi là cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Chúng tôi tình nghi trên xe anh có chứa chất ma túy, đề nghị anh cho chúng tôi kiểm tra. Anh đã bị bắt, mời anh theo chúng tôi về đồn. Em đã tìm cách tiếp cận tên Nam để giúp anh tìm bằng chứng trả thù món nợ này. Cái số tiền nợ của anh ấy, em có lo được không? Anh cho em thêm thời gian. Anh có cách nhanh hơn đấy. Cách gì anh? Về làm vợ anh nhé. Thôi anh Long, anh nhìn lại mình đi, xem còn xứng đáng với tôi nữa không? Hay anh chỉ là một cái thằng tù? Bây giờ tôi có anh Nam rồi, anh về lo tu chính làm ăn. Cũng may là anh Long anh có con vợ, nên em cũng đã trừ bớt nợ cho anh rồi. Alo, tôi có bằng chứng về vụ án của chồng tôi. Ờ, Kiên đây ạ. Chào anh. Em mới nhận được một tình tiết rất mới trong vụ án của bị can Long. Anh xem. Đây là video của chị Nhung, vợ bị can Long gửi đến cho chúng ta. Đây là tình tiết rất quan trọng của vụ án này. Em mang tất cả tài liệu, hồ sơ liên quan đến vụ án này lên phòng anh. Chúng ta sẽ điều tra lại từ đầu. Rõ. Anh đi chuyển giúp em món hàng này. Còn về số tiền đấy, anh cứ giữ lấy một tiêu. Ok, có chỗ cũ ạ. Anh đi luôn. Anh à, em mới tìm được đối tác Việt Kiều ngon lắm. Đang cần mối làm ăn đấy. Cứ gửi số điện thoại này. Để cho anh chủ động liên lạc với người ta. Không anh à? Chiều nay giao dịch chưa? Ok. Báo cho tôi thời gian và địa điểm nhé. Anh à, anh đến ngay địa chỉ em nhắn tin nhé. Tối mình vui vẻ đi nhé. Anh Quang, anh kiểm lại hàng giúp em. Tất cả đã ok. Anh yên tâm, anh cứ tin tưởng em. Mày im đi, tao không quan tâm. Cảm ơn em vì đã giúp anh trả được món nợ này. Không có gì đâu anh ạ. Mình là vợ chồng. Sao thế không anh? Cho anh 300 điểm, còn 26. Đang dưới đền, đừng ham hố nữa. Chú yên tâm, hôm qua đen thôi. Thôi được rồi, nhớ trả sớm nhá. Anh sẽ trả chú đầy đủ. Thế nhá. Mà đi chợ sao bây giờ mày? Đúng không mày? Anh lại hút thuốc rồi à?
Buồn thì hút thôi. Thuốc này nó có bổ béo gì đâu cơ chứ. Hút hoài à? Đàn bà biết cái gì. Anh đừng đánh lô đề nữa có được không? Anh nhìn xem cái nhà mình bây giờ còn cái gì nữa. Anh thì để cho hai mẹ con ra đường ở à? Mày thích nói lắm. Cái nhà này tao là chồng hay mày là chồng, việc của mày là tề ra nội trợ. Mày có làm đâu? Đi đâu cơ? Ê, có tiền không? Mang đây đi. Em thì có. Mày có mang không? Hôm nay mưa em có đi bán hàng đâu. Còn ít tiền mua thức ăn đây này. Thế cái này là cái gì? Tiền này là tiền ăn sáng của con. Anh còn định lấy nốt đấy à? Nấu cơm đây. Tao đi mua mấy con miếng tao về. Trốn nợ à? Là sao ạ? Lại là sao? Thằng chồng mới vay tiền tao nhá. Hôm nay tao đến đây để đòi. Mày lại còn hỏi làm sao à? Anh ơi, em không biết gì đâu ạ. Không biết? Mày có thích không biết không? Hả? 50 triệu nhá. Lãi 5.000 một triệu một ngày. Anh... Tiền của tao vợ chồng mình bị nuốt luôn hay là thế nào? Dạ. Mày có thích không biết không? Tao cho vợ chồng mày đúng một tuần để giả hết số tiền đấy. Không thì đừng trách tao. Rõ chưa? Mày làm gì giờ đây à? Chưa nấu cơm. Anh làm gì mà nợ nần hết cả bên ngoài.
Người ta có đi đến đòi đấy. Thằng này nợ được thì trả được, không liên quan tới mày. Sao lại không liên quan? Người ta đến giết nợ, hai mẹ con đi ra đường ở à? Thế mày nghĩ tao muốn nợ nó mà? Ở đời thằng nào chẳng có lúc khó khăn, không vay thì lấy cái gì mà sống. Thế tại sao anh không đi kiếm một công việc ổn định mà làm? Suốt ngày chỉ có cờ bạc rượu chè, anh không nghĩ cho vợ con à? Mày dạy đời nào đây à? Cố gắng qua giai đoạn khó khăn này, đến cái dây đỏ, có tiền, vốn gì mà trả được. Thôi đi nấu cơm đi. Kìa, bà mọ, sao mấy hôm nay nghỉ bán hàng làm tôi không có người nói chuyện, buồn thôi cả ruột. Bác Quang đến chơi đấy à? Hôm nay em hơi mệt cho nên là nghỉ bán hàng một hôm. Thế ốm đau thế nào không đi khám đi, thiếu bà chợ mất vui. Em ốm sơ sơ thôi không sao đâu ạ, bác vào nhà uống nước. Đi chợ bao nhiêu năm sao không tích cóp mua lên bộ bàn ghế cho nó đàng hoàng. Bác uống nước đi. Tôi xin. Thế thằng bố cu nó đâu? Dạ đi nhậu nhẹt rồi bác. Suốt ngày tôi chả bảo được. Tôi đến lo cho cái ông lòng đèn, suốt ngày nhậu nhẹt như thế thì còn làm ăn cái gì. Ui giời, nhắc đến chuyện nhà em mệt mỏi lắm bác ạ. Mấy hôm nay em suy nghĩ suốt, chả có tâm trạng đâu mà đi bán hàng nữa. Mà nghĩ số mình cũng khổ, muốn chết quách đi cho rồi. Ơ kìa, sao cô lại suy nghĩ tiêu cực như thế? Phải nghĩ cho con cái nữa chứ. Còn lão lòng đen, để hôm nào gặp tôi khuyên cho. Thôi bác ạ, chồng nhà em nó cục tính, mà lại tính gia trưởng nữa, chẳng bảo được đâu. Ừ, thế nhưng mà vẫn phải bảo, chứ không lão như thế thì không được. Mà thôi, bác cứ ngồi đây em đi cắm cái nồi cơm, muộn rồi. Cô đi đi. Ok, cô bị sao vậy? Em bị choáng quá bác ạ. Ok. Ê, hey! Chúng mày làm gì á? Vào sân vợ ông đi làm sao này? Là tao. Ừ, cái gì đấy? Mày đây làm gì vào tao? Mày có thích về bán vợ tao không? Ôi kìa, ông làm tao người tao rồi. Anh thôi đi, người ta có làm gì đâu. Mày! Ôi dồi ôi, nhẹ nhàng thôi chứ. Tôi kệ ông bà này, chúng tôi đi về đây. Loại con gái lắm loạn. Chồng nó vắng nhà, đưa dai về nhà ui. Mày thấy ấy được không? Mày còn khóc à? Oan uổng cái gì nữa mà còn khóc. Thực sự, tôi chán cái cảnh này lắm rồi. Nhưng mà không vì con vì cái, tôi đã chết từ lâu rồi. Mày còn già mồm à? Mày chết luôn đi. Chắc đã kiếp trước tôi nợ anh, cho đến kiếp này tôi mới chịu khổ sở như thế này. Lắm chuyện. Biến đi cho khuất mắt tao. Đừng để tao cáu. Đã trượt lồ rồi chơi. Về nhà điên đến cả đầu.
chuyện gì mà hôm nay trông cô buồn đấy? Nhà em đang có chút việc, muốn vay bác một khoản tiền. Có đơn không bác? Nhưng mà có việc gì mà cô cần tiền gấp thế? Chuyện riêng của gia đình em thôi ạ. Bác xem có giúp được gia đình em không? Ừ, thôi được rồi, để tôi về tôi gom xem được bao nhiêu tôi giúp cho cô nhé. Dạ vâng, vậy thì tốt quá, cảm ơn bác. Hàng xóm với nhau không vấn đề gì đâu. Thôi, đi ra bán hàng nốt đi để còn về cho sớm. Dạ vâng ạ. Một thịt ông cô ơi. Thế nào? Cái tiền đang định tính nào? Tuần rồi đấy. Nhưng mà em chưa xoay được ạ. Cái gì? Sao đây? Đó. Sao lại bị thằng Vũ Phu kia nó đánh cho nó gì? Anh bạn này, cảm thấy cái gì nó khó quá để bỏ qua anh bạn. Em xinh đẹp như thế này, sao lại cứ phải đi theo cái thằng hố rách áo ôm như thế? Ở đây chuyện gì chẳng có thể giải quyết đâu. Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra! Anh bỏ tôi ra! Thằng chó ơi, mày vừa làm gì vợ tao? Mày được đấy. Mày đã nợ tiền tao, mày còn định đánh tao à? Cứ đợi đấy, tao sẽ tính sổ của mày. Có làm sao không? Tao đã dặn rồi. Ở nhà thì khóa cửa lại. Không bao giờ chịu nghe. Rồi. Đi nấu cơm đi. Tao ngủ tí đây. Đi nấu cơm đi. Ngồi đấy không nấu cái gì nữa.
thế nữa. Để em đưa anh lên ngựa. Anh chưa đi được đâu. Bác sĩ bảo nếu mà không kiêng thì sẽ bị què cả đời đấy. Mày im đi. Mày muốn tao bị què đó à? Cũng phải thôi. Tao què để mày còn tiện đường đi với người khác. Anh, sao anh có thể nói như vậy được nhở? Mày cút đi, tao không cần mày. Tôi chết quách đi rồi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi không thiết sống nữa. Em tin anh làm được mà. Anh hãy cố gắng lên. Em sẽ giúp anh. Anh đừng nản chí như vậy. Em sẽ giúp anh. Anh cố lên. Còn đau nhiều không? Bác sĩ nói chắc phải một khoảng thời gian nữa ấy. Ui, cho nó què luôn. Anh không muốn nói như vậy. Mình còn cả tương lai phía trước. Anh phải là trụ cột cho con và em nữa chứ. À thôi, mình đi dậy tập đi tiếp đi anh. Cô tránh ra đi. Kệ tôi. Để tôi chết quách đi rồi. Không được. Anh phải tin em. Anh sẽ làm được. Mình đứng dậy tập đi tiếp đi anh. Để dìu anh. Tất cả là nhờ có em. Cảm ơn em đã giúp đỡ anh trong thời gian anh khó khăn nhất. Anh hứa sẽ bù đắp cho em và con trong suốt thời gian còn lại. Thật sự em chẳng mong gì hơn là hạnh phúc gia đình anh ạ. Khi thấy anh tu trí làm ăn, không cờ bạc rượu chè nữa, em cảm thấy hạnh phúc anh ạ. Em chỉ cần như vậy thôi. Anh hứa với em mà